Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục live game. Mong các bạn xem và ủng hộ. Hai năm mười hơn không hai năm mười lê đi đứng gọi rồi trên người sao lại lâu lâu. Khó quá.
xin được tới đây 100 đô. Đây chơi 700 đô. Chị chạy đâu. Được rồi. Nợ chạy lòng. Hay thì đây trả người kia. Kêu sushi này rồi, chả biết chơi cái gì nữa. Khuyệt chào thế. Phun chết. Chẳng bao giờ cách xa.
Sáng mày đi lôi thẻ bên dưới tầng 1 không bắn. Phước bé
quyết định lấy trong trong con trong ngủ. Bây giờ hoán nhân đầy mô hoán hồ cái mô văn tiên nữ không còn trao đăng ký đây. Mưa đầy mô hả? Con lại mưa đấy, còn đăng ký, con lại còn đăng ký đấy, mà liều bán đi chống. Mùng 7 tháng 6. Mưa thoáng văn này đấy. Mưa thoáng văn đấy. Giữ nhớ trắng. Khi chủ cân Còn trong cái đỉnh là khi nga kỳ lại em đưa hết cho văn để sống vết mưa đấy.
Thank you.
được anh 5k sợ. Này mai làm các 2k được luôn. Bảo làm đến 12, 15 là anh Tuấn Anh đủ KPI rồi. Không thế đâu, cái kia đấy. Ngày làm hơn ca. Sáng có 7 lít rồi. Tối chiều 7 lít, tối 7 lít nữa 37, 21. Cũng xin ra 3 luôn. Để chết rồi. Mẹ sáng giờ cứ bắn được đúng một con thể được full 5 phát, xong là con thứ hai không bắn được. Cái gái nghe được quá, được con mèo lì như con hôm qua đi. Em làm gì? Khó lắm đi. Em được, em đánh hai đi. Khổ vậy chứ. Bắn chẳng là gần thiếu cầu một con mèo 55 đô. Bắn 2 đến 54 đô rồi, em có euro. Là phải bù có 5 đô. Thôi chạy nợ xong rồi. Thoải mái chạy rồi. Nhiều quá. Sáng giờ anh cũng toàn thẻ đỏ. Mấy con hôm trước bán được và con thẻ đỏ.
Anh sao hỡi Nam, tại sao thế Nam? Anh không bắn được Nam ơi. Xin 200 đô nào. Em làm bằng mình làm 2 ngày. Em làm giờ đi ngủ, mình làm cả chiều mới bằng em Nam. Anh chưa lốt hết. Xuống 5 xong lại lên xong lại xuống. Nhảy liên tiếp. Của anh đã xuống mà không lên được. Mà em vẫn có thể lấy phát đầu 5, phát sau 10 rồi lại xuống 5 xuống phát cuối lại lên rồi. À vãi. Anh không nhảy cọc được hero. Anh hero phát là tin. Hero phát đổi thẻ có được không? Năm. Dạ. Bảo hero phát đổi thẻ có được không? Em không biết, anh chưa được. Hero 5 là em bỏ nhau. V2 đó, hạt mèo. Hả? V2 là hạt mèo. Về sau kiểu tay người phát đầu nó khó. Cái này trở nên bí quá rồi đây. Kiểu phát đầu nó bắt hai luôn rồi. Không đỡ nổi. Vào phát đeo mẹ. Năm ăn 50. Ăn sẽ xếp full. Nhưng mà phải số 2 mới được tích xanh. Được cho, được cho xe mô với không cho bạn. Cho xem được tích xanh. Eo ô, tăng ô. Nghèo thêm đi. Nghèo lúc sáng luôn. Tay ra hiểu đi. Đặt ba sát thêm. Và phát đi ngủ đẳng cấp để đứng nó lên đi hello ơi. Thank you.
xong bắn thêm 300 lần để chiều em nó hội luôn, em được tính là đi làm. Thế thì đặt đặt vali cưới cái đứa kia, cái đứa để nó về đi thôi, phải cưới cái trước còn trên tay cái đứa anh phải quay lại mà. Chị tay là đúng chân chị mạnh nhiều tiền mới trở ra thằng kia được cái thời năm ngoái nó được tặng quà vay trưởng xây nhà các thứ to win luôn, xây nhà làm cửa hàng đợt đấy like của thằng này đông win, nhưng mà kiểu như kiểu thời tới cạn không được cái gì nhiều view ấy trưởng like lần tập PK về nó ngoài. Nó cũng có cái gì không biệt tích đâu, cái gì mọi người thích là đứa trẻ nào thật nội dung để cho trẻ con đúng rồi, cái số như kiểu số nó lên sướng rồi thì bắt nó khổ luôn, khổ được bắt chết lắm không nổi ra nhờ cả đứa nhìn đâu rồi á rồi nó biết phát lên nhanh đi. Phát lên cái diều
thì phải đánh 80-90 trở gấp đôi em rồi.
Em sống như người yêu mà không phải như người yêu. Mình đang phân vân ở trong cái yêu đi cùng nhưng không, mình thấy cái giá nó đắt quá. Để hết nhờ mọi người mùi cái năm mỗi triệu mấy xong ngồi suy nghĩ lại thôi cho bố đi. Mới đi cửa lò về. Hôm trước mẹ đi vào ăn cưới xong đi chơi cửa lò sớm sơn xong. Thôi mà bố đi ra chơi lần. Người yêu cho đi lỡ đâu sao chia tay cũng ghê. Bao giờ lấy vợ mình tính sau. Nhưng mà nói chung là vẫn nên có chuyến đi với người yêu đi đâu đấy. Nhưng mà đi người yêu nên đi riêng nó hợp lý hơn. Đi công ty thì chỉ đi quá. Ồ, thì công ty có nhiều cái bọn họ cũng thích. Nhưng tầm mắt là không có ý gì. Em các cụ trả lời mà người vừa đây cảm nhận
Nếu vậy trả nợ mấy trăm thì nhiều lắm. Trả nợ 100. À, thế bây giờ chưa tích cơm. Nó chưa tích cái ảo lắm. Còn sáng giờ, anh ngó cũng làm cũng phải tham thêm cái tay toàn người luôn. Mà nó cứ nhìn nó khóc luôn. Nó khóc để cho anh em xem thế nào thôi. Trong người ta nợ lại à? Nhắc nợ mới nhớ, anh Giang nợ 50 không trả nhá. Quên đấy. Anh là nợ em Hải. Anh Hải lên đây. 20 đô từ chỗ nào mà nói từ tháng nào. Anh có trả anh Đức không? Mình xin 10 đô không cho ông khỏi luôn. ông xin mình mấy hôm liên tục mình trả thôi. Đúng luôn. Cho anh về hai cái đồ mai trả. Cho anh về bằng đất. Đi số lượng lớn thế này đi gần gần thôi. Đi gần gần sao? Sao bây giờ gặp điện chả có gì luôn vậy? Làm kiểu tháng, 2 tháng, 3 tháng làm chuyến đi lần. Làm mỗi đi trên này cái tiền vé bằng bằng một chuyến đi du lịch gần rồi. Máy bay đi lát rồi. Và ngồi trên chán không có mạng như ngồi chỉ cứ ngủ 2 tiếng. Anh theo mày mẹ em bảo về quê ngoại người về thế. Trong này trong về ngồi xe khách. Một ngày dài chán vãi chứ. Bảo mẹ đang sống vào luôn, xong từ Nha Trang qua Huế luôn. Ở trong tháng 7 tiết kiệm được một chiều vé máy bay. Tháng 7
em có cầu cưới cưới lại vào tiếp quá lấy tiền đâu rồi nhỉ? Không thì vào từ tháng 6 ở đến tháng 7 luôn luôn cho nhà ngoại lũ luôn. Bảy sách tay bảy cân với cái hành lý á. Ừ, hành lý sách tay 7 cân. Mai thành đi. Thứ tư mùng 7 tháng 6 mai. Thứ 6 ơ dạy bài của con gái nhưng mà thật chứ vậy đi ra sân bay ngắm gái thì phải mắc định luôn. Nhiều vậy, cứ bạn kiểu đi từ ô tô đi xuống bắt xe vào phòng chờ mẹ nhìn gái vali vali 7 cân thì làm 6 cân rưỡi ma túy thì mỗi lần em lên sân bay nhìn gái nhìn lên đấy người ta ngủ được thanh niên ngủ được mình nhìn mất cái đạo đạo trước đạo sau. Không biết là bỏ khẩu trang lên nhìn có ok không nhưng mà đeo khẩu trang trước mắt là ok đấy. Tiếp viên hàng không bamboo Vietjet Air nhìn cũng mặt bằng chung thôi. Tiếp viên hàng không bamboo nhìn thích thật, nhìn muốn bế mày luôn rồi. Chín năm không tám đúng không? Ai có thể đọc chín năm không tám
tắm thì anh tốn nước tháng tắm lần tắm ít ít tắm nhiều sạch quá. Đừng nằm lít đồ kết lẹp. Mày mày lít tôi. Thế mà ngồi đây mà làm em chuẩn bị lên vodka mình vú còn 2 lít nữa mới được kịp em ăn 2 lít anh làm tiêu được không đến 30 phút hay đến gần 30 phút 2 lít nó không có số là thầy ông nội thì đã sáng tài video vẫn lên 500 lên đây nhạc lắm đường cuối rồi thì nó lại chạm lên ca rót mật tựa vào vai em cất mấy hôm nay thì cứ bạn được rồi vì nó lại có một thời gian vẽ hơn ca ngày nào dưới mấy hôm nay nó mất không một rồi. Thank you.
Ôi, em có người bình luận luôn này. Love you, bro. Không biết anh. Hi, bro. Never. Game name. Không. Nó hỏi tên game. Love you. Game name, play, bro. Nó hỏi tên game. Ok, bye, bro. Lấy thử mình cứ trả lời tên game này nói anh. Thao thao bất tuyệt. Có biết nó xem lúc nào đâu, giờ mới để ý ấy. Không, nhưng mà anh cài đấy vào đúng không? Cài vô tả vào đúng không? Chưa. Cài vô tả thì anh ra có hát tác vào là nó lên, đề xuất lên nhiều hơn. Hôm qua tìm gần đến video anh ra. Hello, Mr. Rokavelo. À không, cái này chắc ấy. Chắc mấy thằng kia vào xem ấy. Xem cái của mình thôi. Không phải đâu, thế làm sao mới tiếng Anh. Mình chỉ hỏi tên game là cái gì. Sau đi chơi rút với chơi nhiều thì rút kinh nghiệm đem ít đồ thôi. Thế mang cái gì ạ? Mang một vài bộ thôi, tại vì phần lớn thời gian đi chơi là đều ở chuồng hết rồi. Yeah. Sao lại như thế? Hả? Thì chả thế à? Tệ. Đúng không ạ? Thế nhá, ba hôm đi chơi về liệt luôn. Em Nam nhắn lên cái nhóm, nhắn dép cái tin nhắn của chị Nhung mà chị đem ít thôi vào trong, em cho chị về chuồng cả ngày từ bà sáng tới tối. Thật sự chị đây. Anh Hoàng thì em có làm. Em nhìn cái form hình của cụ nhìn không tội của nhìn thiếu sức sống được. Đấy, anh Hoàng bây giờ người không đứng thẳng thế nào ấy. Xương sống bị ấy đốt rồi. Bây giờ phải nếu mà muốn đi nào như ngày xưa không vẫn phải thay cái đốt đấy đi. Không. Thế rồi cái tiền nó cũng còn thay 50-50. Bị một chút không được. Và những thay về xong mà bị phát bị cái đệm nữa thì ôi dồi ôi. Khổ. Không liên quan đến xương sống và đường. Đấy là mì. Nó kiểu nó dính vào dây thần kinh rồi. Ngày xưa bình thường như thế, lúc qua một cái đợt là hết. Thế là thành ra như thế này bỏ quê bản thân. Có thể làm sao mà bị như thế? Thất tình, thất kiểu bỏ quê bản thân. Ngày thuốc là ngày sáng, ngồi đêm. Thế là do ngồi nhiều không? Sợ thì mình sẽ đang cạnh đứng lại.
xong rồi cơm
Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của mình và hẹn gặp lại các bạn vào những khung giờ livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Quy ngồi lên điều hòa thả vào đầu quất luôn. Hello, xin chào các bạn nhá. Mình là sếp của chủ kênh. Mình like thay tí. Bạn nghĩ tôi là đồ ơi. Thế thấy ai vượt được không? Không chịu đợi. Bị
biết là phải. Chào tạm biệt các bạn nhá, thì bye bye. Hôm sau đây em 50 vì phải cố quên người quên hết đi từng tháng năm còn đây. Rồi sẽ cố quên người quên hết đi từng tháng năm còn đây. Angelo Jose. Rồi sẽ cố quên người quên hết đi từng tháng năm còn đây. Cái game công viên này em bị lỗi để lâu quá đó.
Vậy thằng nhân vật nó có được gì to không? Chào các bạn nhá, lại bật like đây. Chúc các bạn xem live vui vẻ. Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn đến với khung giờ livestream buổi trưa ngày hôm nay của mình. Chúc các bạn buổi trưa vui vẻ nhé. Các bạn xem hay nhớ ủng hộ cho mình.